Quốc Thái Lân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 2019. Đồ Quốc Thái Lân xin trân trọng giới thiệu với quý vị một chiếc dập gỗ chắc đỏ Nam Phi, hàng VIP chọn vân thửa đẳng cấp. Của chiếc sập này là sập kích thước 1m8 x 2m và tứ diện bốn mặt như nhau, chọn vân đặc sắc. Đây, quý vị đang thấy trên hình đây, chiếc sập đang được Thành Luân chúng tôi trưng bày tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và cách đây khoảng 1-2 tháng trước, chúng tôi có bàn giao một chiếc cho gia đình anh khách hàng ở tại thành phố Quảng Ninh. Thì ngày hôm nay Thành Luân chúng tôi tiếp tục xong một chiếc kích thước 1m8 x 2m2, hàng chọn vân thửa đặc sắc, hàng bằng được làm bằng chất liệu gỗ chắc đỏ nhập khẩu. Vị đang thấy trên mình đây, kích thước 1m8 x 2m2, hàng chọn vân rất đẹp. Và sau khi chúng tôi bàn giao cho gia đình anh khách hàng ở Quảng Ninh, Cẩm Phả Quảng Ninh một chiếc sập như này, tương tự như này rồi, thì là rất nhiều khách hàng là có gọi điện yêu cầu muốn xem một chiếc sập tương tự như vậy. Thì ngày hôm nay chúng tôi cho ra mắt chiếc sập này là để giới thiệu với toàn thể quý khách hàng, quý khách nào có nhu cầu sở hữu các sản phẩm đặc sắc bằng gỗ chắc này, hàng chọn vân này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Và hiện tại chiếc sập này chúng tôi là đang đẻ mộc đấy, cho nên là cái màu gỗ nó vẫn chưa được thể hiện được hết. Sau khi chúng tôi quay video clip này xong thì là quý khách nào mà chốt mà đăng ký để sở hữu chiếc sập này thì hãy liên hệ với Thành Luân chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ hoàn thiện và vét ly lên thì là màu gỗ nó rất đẹp. Và đây là cái dạ hậu, gọi là dạ hậu nên nó như là nó tứ diện, là bốn mặt như nhau. Chúng tôi sẽ xoay quanh một vòng để khách thấy được cái chân vân gỗ nó quá đẹp luôn. Hiện tại là chiếc sập này chúng tôi đang để mộc, chúng tôi nhìn nó như này thôi, và khi hoàn thiện lên thì nó đẹp gấp bội lần, nó đẹp theo nhân lên cất số nhân rất nhiều lần. Khi hoàn thiện lên vân nó cực đẹp, cực đỉnh cao luôn. Và chúng ta sẽ cùng đi đường nét. Tất cả các bốn dạ này chúng tôi làm rất chi là dày, khách nào muốn biết thông số chuẩn thì hãy liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình là 0967110389 hoặc 0972770888. Và đây là chiếc sập gỗ chắc chọn vân rất chi là đẹp, cái mặt của nó đây. Tôi sẽ đi quay từ từ với chiếc mặt này. Vân gỗ rất đẹp. Để chọn được một cái sản phẩm có vân đặc sắc này, chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian, sản xuất rất nhiều các loại thì mới chọn ra được các cái sập nó đặc sắc như này để giới thiệu với quý khách hàng. Và những sập bình bình thì là chúng tôi sẽ đi vào bán buôn. Đến với cơ sở của Thành Luân, tôi với khách luôn luôn có được các sản phẩm độc đáo và đặc sắc. Quý khách cùng đăng ký kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận các thông báo mới nhất về sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Mỗi một ngày chúng tôi cập nhật rất rất nhiều các sản phẩm. Mỗi sản phẩm của chúng tôi là luôn luôn mang đậm một cái tính đặc trưng của thương hiệu đồ gỗ Thành Luân. Hôm nay ngày 13 tháng 8 2019, chúng tôi trân trọng giới thiệu vị một chiếc sập gỗ chắc đỏ nhập khẩu, kích thước 1m8 x 2m tứ diện, 1m8 x 2m2 tứ diện, và bốn dạ đều là dày và rộng, độ sẻ nó lớn, và chân là chân vuông 24 phân, chân hộp hết. Cái cách nào có nhu cầu là liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Đẹp, rất đẳng cấp và đỉnh cao. Clip quý vị đang xem chúng tôi quay tại gian hàng của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại là đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và cách cơ sở 1 của Thành Luân chúng tôi là đi vào khu vực làng nghề, tầm được khoảng 1,5 cây số là xưởng sản xuất của Thành Luân, nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi chuyên cung cấp các cái sản phẩm đặc sắc của đỉnh cao. Vân chân, bộ chân vân rất đẹp. Và đây là sập cổ liền, cổ liền với vai.
rất giá trị. Một cây gỗ to chúng tôi là làm liền luôn. Vân gỗ đây. Đây là phần dạ tiền, chúng tôi sẽ đi rất từ từ, quay rất từ từ để quý khách cùng chiêm ngưỡng cái vân đặc sắc này. Mọi thông tin về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình 0967110389 hoặc 0972770888. Và để xem các hình ảnh của sản phẩm chúng tôi cập nhật thì quý khách cùng vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả của video clip này. Chúng tôi sẽ để link ảnh để quý khách vào xem các ảnh thực tế luôn. Ảnh thực tế chúng tôi sẽ để cái đường link ở phía dưới video clip này. Và thay mặt tổ quốc Thành Luân xin chân thành cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ, và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.